truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Tập 90. Ôi coi kìa. Ôi coi kìa. Trang điểm ha. Hôm nay phải đặt điểm rồi ha, Linh It Man. Ai nói với ông là trang điểm vậy? Cái này á là gel chống thâm quầng mắt. Tại vì hồi tối á nói chuyện với ông tới 2 giờ khuya á, giờ mắt tôi thâm như mắt panda. Làm như tôi muốn lắm vậy á, tại vì cô phân công tôi với bà thuyết trình chung á cho nên tôi mới nói chuyện với bà thôi, còn không còn lâu. Ê. Hai người. Vậy sao? Nói nghe nè. Vậy tin hot. sao nói đây, đi. Lại một status nữa trên Facebook của Diệu Nhi. Sến mà ta nói hả? Giật già, giật giờ, giật dưỡng về tình yêu. Đâu tin gì á, đọc lên coi nghe coi. Nè. À, thấy không? À, lần đầu tiên trong đời Lan cảm thấy thực sự yêu một ai đó. Cảm giác đó thật là hiếm có. Lan nguyện nếu được ở bên Tùng thì em sẽ dành cả cuộc đời, cả con tim cho anh. Nguyện chăm sóc anh đến cuối cuộc đời. Ê, sợ lòng. Thiệt cái độc hả mà nổi hết da gà. Ăn không lột cho ăn miếng. Thấy không? Ê, nhưng mà hả, Lan trong status có khi nào là Diệu Nhi không? Còn ai nữa? Tôi nghĩ là Diệu Nhi với ai? Nếu như Lan là Diệu Nhi á, vậy thì Tùng. Tùng là ai? Tùng là ai mới được? Tùng có nghĩa là Tùng Sơn Tùng MTB. Vậy là em cua ngày hôm qua. Thôi Tại vậy? Trời ơi, Diệu Nhi bữa nay ghê quá nha. Ghê thiệt á. Tại vì biết tại sao không? Sao? Có người yêu mà không chịu bàn bạc với tụi mình chứ gì hết á. Tại sao vậy? Có trời, người yêu. Trời đất ơi, ông này vô duyên chưa? Ủa, có người yêu là phải thông báo với ông hả? À thì tôi nghĩ á là Diệu Nhi đang có cái gì đó khó nói với lại chưa chắc chắn cho nên chưa nói tụi mình biết thôi. Không, tôi lại nghĩ khác. Tôi nghĩ á, mình là một nhóm mà đúng không? Có chuyện gì á thì cũng phải nói với nhau một tiếng chứ. Ý tôi là vậy đó. Trong khi tụi mình á, có ai có bồ vậy đâu. Tự nhiên giờ Diệu Nhi yêu đương. Đúng rồi. Thấy không? Như nhưng bà mà đó. Vấn đề đây á, yêu đương là sao? Yêu đương á nhưng mà bữa giờ Diệu Nhi toàn là bỏ học nhóm mình không à. Thì bỏ. Cái kiểu này á hả là nhóm đó. Mình tan rã luôn. Thấy không? Bởi vậy hang trong cái đó tội nghiệp lên X-Men. Ê, mà ta nói chảy nước luôn. Chẳng qua hả là tôi ế đang làm một xu thế cho nên tôi không cần phải chống chế. Bà đang chống chế. Rõ ràng. Tôi nghĩ là bây giờ tụi mình cứ lo học trước, sau này tôi sẽ gặp được người trong mộng thôi. Hay ghê quá. Ê mà nói nghe nè. Gì? Diệu Nhi mà cứ lo yêu đương kiểu này á, rồi xong rồi không có lo học hành á, mốt á coi chừng nhóm của mình á cũng tan rã cho coi. Ý tôi là vậy đó. Vậy tan rã sao được? Văn Lâm chưa có chết. Văn Lâm còn ở đây thì mọi người cứ yên tâm. Yeah. Hey. Lâu vậy? Đi canteen. Ê, nhớ mua nước giùm tôi với nha. Không có tiền rồi. Gì? Diệu Nhi đang viết thư tình cho người yêu chắc luôn. Chứ gì nữa, cười tủm tỉm vậy mà. Người ta quay lưng mà thấy cười xạo không chút xíu. Công nhận tập trung cao độ ra. Giống viết thư pháp dễ sợ. Diệu Nhi ơi, thời buổi Zalo Facebook mà viết thư tình chi cho mệt đi Diệu Nhi ơi. Ông làm cái gì hả? Trả cho tôi. Không có trả. Trừ khi á Diệu Nhi nói cho tụi tôi biết người yêu của Diệu Nhi là ai. Ừ. Là ai? không có được. Nè, bây giờ khai ra đi. Không khai hả? Là tôi sẽ đọc cho cả lớp nghe luôn. Nè. Được rồi, để tôi đọc nha. Để tôi đọc cho nghe nha. Khi em mất trí nhớ, khi em xóa nhòa kỷ niệm với em, thì em đừng có yêu anh. Cho dù anh có nhận ra em hay không, em có rời xa anh, thì em vẫn tìm anh và yêu anh thêm một lần nữa. Hết rợn luôn. Mấy người quá đáng lắm. Mấy người
Mấy người quá đáng lắm. Cái này á, tâm trạng mà dễ nổi nóng như vậy là đang yêu chắc luôn. Chứ còn gì nữa. Diệu Nhi. Diệu Nhi. Ồ, nó nè. Diệu Nhi. Chuyện gì vậy? Đi nhanh chứ vậy. Tối nay á, ghé nhà tôi nha. Tập trung nhà tôi học nhóm. Tụi mình á, có một phi vụ mới cần phải điều tra. Tôi bận rồi, tôi không có tham gia được đâu. Ê, không được. Cái vụ án này á, quan trọng lắm á. Nhóm là quan trọng nhất. Nhưng mà tôi có việc riêng rồi, tôi không có tham gia được. Việc riêng gì mà còn quan trọng hơn việc học nhóm nữa hả? Nói cho tụi tôi nghe coi. Thì chuyện riêng của tôi, mấy người hỏi làm gì? À, không muốn học nhóm, vậy là còn giận cái chuyện hôm bữa hả? Tụi mình lấy cuốn vở đúng không? Giận gì giận, tôi không có giận hết á. Nói chung á, hiểu Diệu Nhi á, có người yêu hay cái gì á, chuyện riêng gì thì cũng mặc. Nhưng mà nói thiệt nha, dạo này thái độ của Diệu Nhi kỳ lắm. Nếu như á, mà Diệu Nhi không muốn ở trong nhóm này hay muốn rút khỏi nhóm này á, thì Diệu Nhi nói một tiếng đi, để tụi này còn tính nữa. Sao mấy người cứ nói này nói nọ hoài vậy? Đã tôi nói á, là tôi có việc riêng, nó không có tham gia được mà. Vậy Diệu Nhi nói đi, lý do tại sao không học nhóm? Hôm giờ hả, học nhóm bữa nào Diệu Nhi cũng vắng mặt hết á. Nếu như mà không để bụng chuyện cuốn vở, vậy lý do là gì? Đã tôi nói là tôi không có để bụng cái chuyện cuốn vở nữa. Tôi có việc riêng cần giải quyết. Bây giờ mấy người tự hợp nhóm đi. Ê, Diệu Nhi, Diệu Nhi. Thôi khỏi kêu nữa, người ta có người yêu rồi. Diệu Nhi. Bác Sáu, con đi học đúng giờ mà, con đâu có trễ giờ đâu. Bác không nói cái chuyện đi đúng giờ hay là đi trễ gì hết trơn trời đó. Chuyện này chuyện khác. Chuyện gì vậy bác Sáu? Hôm qua đó, bác đi á, bác thấy con với mấy người bạn của con hay không đứng ở ngoài sân á, dạ. Rồi nói chuyện gì có vẻ là gây gỗ với nhau, rồi giận dỗi nhau này nọ. Là sao vậy hả? Cười hả? Nè, đừng có nói với bác đó là chuyện yêu đương nhăng nhít gì đó nghe là chết à. Dạ đâu có đâu, tại vì mấy đứa bạn con nó hiểu lầm con thôi à, chứ không có chuyện yêu đương gì hết đó. Một lát con vô trong đó con giải thích cho tụi nó là quê à. Hiểu lầm thôi ha. Dạ. Bạn bè với nhau phải lựa lời nói sao nó mềm mỏng, nó nhẹ nhàng dịu dàng với nhau nó mới vui chứ. Nghe dạ. Gỗ nhau thì không tốt nghe. Dạ. Còn chuyện nữa chị... Đợi chút. Có người ta gửi tới đây nè, gửi cho cháu nè. Rồi bác thấy trong này nó có tiền rồi đó. Bác không có rớt nghe, không có rớt tiền để còn nguyên trọng quá nghe. Coi có ai đó. Trời ơi, yếu tim mà nó la vậy đó. Trời ơi, chuyện gì nó mừng mà nó vui dữ, nó la dữ kìa. Thiệt, đúng là học trò mà. Mình già rồi. Hello, xin chào mọi người. Ủa sao đi học mình vậy? Diệu Nhi không đi chung với ông hả? Thì từ ngày có người yêu rồi lãnh cảm vô hồn với tôi lắm. Vậy là không được. Có mới nới cũ, có trăng quên đèn. Đúng rồi đó, tôi thấy từ ngày mà Diệu Nhi hả có người yêu á là hả xa rời nhóm mình, rồi lo yêu đương bị sa sút việc học nữa chứ. Biết sao được giờ. Nói nghe nè, nói đi á thì cũng phải nói lại, mọi người thông cảm. Tại vì á, bồ của Diệu Nhi á xấu quắc à. Ê, sao biết? Ông biết hả? Biết sao không biết, xấu nhưng mà được cái giàu. Diệu Nhi là mới tiền đúng không? Cho nên là phải quen những người giàu có. Nhưng mà tại vì xấu quá cho nên mới không dám giới thiệu cho tụi mình. Trời ơi, chị là Diệu Nhi giới thiệu người yêu cho ông luôn rồi á hả? Bậy, phải giấu mà sao giới thiệu được. Sao không biết? Đoán. Trong bảy trời, nãy giờ nói như thiệt vậy đó. Nói như đúng rồi á. Nhưng mà cái linh cảm tôi thường thường nó hay đúng lắm. Thôi đi. Mệt. Phải nhắc tiền nhắc bạc đỡ ha. Nhắc nó tới liền. Nói gì vui vậy? Mày nói xấu tôi đúng không? Đâu có gì đẹp đâu nói xấu. Đúng. Thôi mà, tôi biết lỗi rồi. Lỗi phải gì ở đây?
Làm bữa giờ tại tôi có việc riêng cho nên tôi mới không có tham gia vô nhóm được. Việc riêng gì? Việc riêng của bà là bà có người yêu hả? Việc riêng của Diễm Nhi là Diễm Nhi hả? Lo cho người yêu rồi bỏ nhớ mình hả? Người yêu đó, tôi nói là tôi không có người yêu mà. Còn học nha, đừng có lo mà yêu đương sớm hả, rồi mai mốt hả, rớt tốt nghiệp luôn bây giờ. Tôi nói tôi không có người yêu mà. Vậy là người tình rồi. Cái ông này. Thôi tôi không biết, đại loại á là Diễm Nhi bây giờ đã có người yêu rồi. Và Diễm Nhi hả, không có chơi tụi mình nữa vậy thôi. Thì tụi mình cũng không còn can hệ gì tới nhau nữa. Ba xây. Đúng rồi. Nhóm của mình á hả, riết hả, Diệu Nhi mà không tham gia chắc tan rã luôn quá. Thôi tôi biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho tôi đi. Linh tốt bụng. Tôi tốt bụng chứ tôi không dễ dãi nha. Cái này là tôi chỉ muốn tốt cho bà thôi. Gì đó? Em đẹp trai. Thôi, tôi đẹp trai cả trường này ai cũng biết rồi. Khỏi nói ha. Diệu Nhi. Nhân Lâm đẹp trai. Dẹp, khỏi nịnh bách cửa. Tôi mà có nịnh cũng không có đẹp lên xíu nào đâu ha. Sao quá? Thôi, thà vậy đi, xấu tôi chịu xấu mà. Thôi, cái gì vậy? Mà tôi năn nỉ luôn đó, bỏ qua cho tôi đời. Không là không, đi về với người yêu đi. Kiếm ai đó, đẹp trai là chơi đi. Mệt quá, tôi nói vậy rồi, còn không ai tha lỗi cho tôi nữa. Thôi được rồi. Khẳng định lại một lần nữa là bà nói bà không có người yêu đúng không? Ừ. Rồi thôi, vậy không có người yêu thôi. Không có người yêu mà biết thư tình. Cái ông đó, giàu không? Đó. Hay không? Cái ông mà đang quen đó. Cái gì vậy? Để tôi nói tôi không có người yêu mà sao ông này cứ nhây hoài à? Nếu như không có người yêu á, bây giờ Diễm Nhi giải thích đi. Tại sao? Tại sao Diễm Nhi lại như vậy? Và những gì tôi đọc là sao? Là sao? Mệt quá. Nói gì cũng mày tin. Tin. Đúng rồi, sao tin được? Bằng chứng rõ ràng rành rành đó mà tin gì? Bởi vậy. Lại thêm bức thư tình đầu tiên. Nè. Thấy chưa? Viết thư tình mà bỏ vô trong đây luôn á hả? Để tôi coi trong đây có gì. Coi có gì. Khỏi chói. Cái gì nè? Tiền. Quá trời luôn. Trời ơi, người yêu cho nhiều tiền vậy hả Diệu Nhi? Mới quen mà cho nhiều vậy luôn hả? Dạ đại gia chắc luôn. Ôi đúng vậy. Mà chân đâu có dài đâu mà sao cặp với đại gia hay vậy? Ôi hay nha. Không ngờ luôn á. Coi nó còn gì nữa không? Còn đây. Rồi. Chưa gì hết mà dắt đi cái mấy cái này là đựng giấy đăng ký kết hôn nè. Trời ơi, kết hôn. Đăng ký kết hôn hả? Thư cảm ơn phòng ban quỹ khủng quá, kết hôn mà cảm ơn gì? Trân trọng cảm ơn cuộc thi văn học đạt giải nhất 3 triệu Diệu Nhi. Ủa là sao? Hả? Vậy là mấy cái vừa rồi là cái này hả? Cái gì nữa? Thì bữa giờ tôi bận là tôi viết văn đó để đi thi đó. Thôi vậy là đâu có người yêu. Thôi vậy mà mờ áo không chịu nói là tụi này hả? Hai người á. Thấy không? Lúc nào trong lớp học cũng vậy hết trơn á. Ta nói là Diệu Nhi không có người yêu đâu. Đang tuổi ăn tuổi học mà yêu đương cái gì? Lúc nào bỏ vậy chưa? Bỏ cái thói đó vậy chưa? Nói xấu người khác vậy. Thôi, bây giờ á mọi chuyện được sáng tỏ rồi. Bây giờ á sẵn đây á có giải thưởng nè, có tiền nè. Tiền đâu? Tiền. Diệu Nhi sẽ đãi cả lớp mình một chầu căng tin. Bản quyền phim, full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ.